mấy cái củ khoai mình nè mẹ, mình làm món gì ăn mẹ mẹ? Khoai lang này hả? Bữa nay bà ngoại nói dạy mẹ làm món khoai lang trộn dừa gì đó, ăn với rau sống với nước mắm. Út ơi, cái món này, cái khoai lang này á, ăn ngon với lại non dữ. Ngon, chắc là ngon rồi đó. Với lại nó no nữa, khoai lang ăn dễ no lắm. Làm nước mắm cho lượng con, đừng cay quá nha Út. Út biết rồi. Nè Út có mua rau sống chưa? Hay là chút xíu nữa mình đi ra ngoài sau hái rau lên ăn cũng ngon. Tranh thủ mình rửa xong đống này đi rồi nguyên đám mình đi ra sao thấy rau ha. Dạ. Ở đây có mấy đọt chùm mò nè, hay là mình hái vô? Hái đi con. Cái này vô chấm ăn cũng ngon nữa. Dạ mưa này đó, nó lên non lắm. Chút mình đi dài dài thì mấy bụi kia nó mình hái vô. Cái này là cây chùm mồi nha các bạn. Chùm mồi này mà nó cũng có trái nữa, cái trái nó một chùm như cái chùm gông nho vậy đó. Ăn nó chua chua. Hồi nhỏ hay bẻ vô chấm muối ăn lắm. Ăn hồi là ê răng luôn á. Mà cái cây này nó chưa có trái. Đây nè, cái này là cái đọt non nè. Nè, biết chưa? Đây là cây chùm mồi, cái đọt non của nó đây nè là mình ngắt ngang đây. Là mình có thể ăn được, ăn như rau sống vậy đó. Ở quê là người ta ăn mấy cái rau này nhiều lắm. Người ta không có cần phải trồng nữa, nó mọc rồi. Ở trong ruộng của người ta luôn vậy đó. Đó, hái ngay cái đọt non á nha tụi con. Nè, nè Ben, đưa cái gỗ mày bỏ vô cái khúc này. Mấy cái đọt non. Chơi cái này đọt non nè, con hái đi. Cái này là đúng không? Không. Hái nguyên cái gì nè. Hái mỗi đó, rồi con hái đi. Con hái thử coi. Này nữa nè. Con hái đi. Ở đây nó nẻo nhưng mà thôi. Hái cái đọt non ngon. Như đây rồi. Ngon ngon vô mình ăn. Dũng Út ơi, đồng non ở đằng xa kìa Dũng Út. Hái giùm con. Ê cái đọt non dưới đó nè. Ê dưới đây con nè mẹ. Cái chị qua đây hái nè. Còn cả đống luôn. Trời ơi, nó mình thả gì? Em sẽ thấy đống vàng. Vàng bạc cho báo lấy đi đi bán rồi mình ăn luôn. Chấm vàng ăn. Nhớ hái cái đọt non thôi nha. Cái này đúng không mẹ? Đúng rồi đó. Cái này. Ủa bà, cái này là cái gì vô? Đâu? Cái đi. À cái này là trái mua. Cái này ăn vô cũng giống như trái chăm vậy, nó đen xì à. Để Út kiếm trái chín cho. Đâu rồi? Đây nè, dưới này có nè. Trái chín nè. Trái chín là nó nở ra vậy đó. Nè, mình bẻ ra nè. Bẻ trái chín ra. Ăn. Nó ngọt ngọt. Ăn thử coi. Nó ngọt ngọt mà ăn hồi đó. Cái miệng nó cũng đang thùi à. Cho ăn với. Có người ta kêu là trái sim gừng nữa đó. Ăn giống như trái chằm bữa vậy đó. Cháu xin miếng ơi. Nè cho con thử một trái. Ngọt ngọt thơm thơm phải không? Đúng rồi Út ơi. Gì? Nghe cái dép con đi hết nào hỏi rồi. Nè cho nút nè. Con mưa nè. Út ơi. Trời mới mưa xong mà phải chịu rồi. Nguyên cục xin chín. Đi. Nó nặng lắm. Đi, cái vô mình rửa. Con bao có tới nè. Mấy đứa thấy cái lá là bự ghê không? Dạ bự. Biết cây gì không? Không. Cũng không biết cây gì luôn. Mấy bạn có biết cây gì không thì comment cho mình biết nha. Cái này nó có quá trời luôn. Đi đây có. Ở đây có bụi lá cách nè mấy bạn. Đây. Lá này là lá cách nè, thơm lắm. Cái này ăn như rau sống cũng được luôn. Rồi mình cuộn với bò, mình nướng bò lá lốt nó cũng ngon nữa. Ở đây có một bụi nè. Trời mưa này lá nó lên non dữ lắm. À. Lá nó thơm lắm nha mấy bạn. Dân mà sành ăn là biết rau, nhìn là biết rau gì luôn á.
đây có mấy cái đọt xoài non nè, này mình ăn cũng được nha mấy bạn. Đây, cái hái vô rửa sạch rối lên chấm là nhức nách luôn á. Đi đi, phải hấp nắng bây giờ. Chân mày cũng như bị dẻ mà. Trời ơi, gà mấy cũng một bít tết đó. Trời ơi, tất cả bít tết nó bự cho bán. Tôi đi không nổi luôn rồi nè. Mình lấy cục gạch để cho nó nhanh. Khoai hồi nãy mình lùa, mình rửa sạch ra, giờ mình đem đi luộc rồi mấy bạn. Giờ nó cũng chín rồi, mình tắt bếp đi, mình chắc nước ra, mình để cho nó ráo ha. Giờ nãy mình đi hái với mấy đứa nhỏ mắc cười lắm. Trời ơi, trời mưa nó sình, kinh cẳng đi làm đấy. Đi không muốn nổi luôn vậy. Lâu lâu tụi nó mang giày, mang giày ruộng rừng để nó biết bà ta đó. Tới đỉ nó đi hết nổi luôn. Đi vô ngồi cửa nó buổi trời nó sập. Ta hái ruộng nó dễ rồi. Trái dừa này sau khi mình lột cái vỏ ngoài xong rồi nó còn sần sùi vậy nè mấy bạn, nhớ cạo cho nó sạch nha. Nè, cạo giống cái này nữa nha. Rồi bắt đầu mình đập ra, rồi mình đi nạo. Ở đây mình có chuẩn bị sẵn hai trái rồi nè. Sau khi luộc khoai chín thì mình cũng tranh thủ mình bào dừa luôn nha mấy bạn ơi. Đặng hồi lát nữa mình ra mình lột cái phần khoai kia rồi bắt đầu là mình trộn. Nấu là chưa, đừng có nấu chát quá đó. Anh có biết cái cây nào dừa đó bao nhiêu tuổi chưa? Cây này chắc mới mà, cây cũ hư rồi. Nghe bà ngoại nói vậy. Cái cây cũ đó là nó còn lớn tuổi hơn em nữa đó. Mỏi không? Trải nghiệm một lần cho biết cách nào dừa ở dưới quê. Hồi nhỏ mà mỗi lần mà mẹ mà kêu nào dừa là em chạy mất tiêu. Nạo họ đen thù lụi cho nên nè. Ta nạo ta, đừng có nạo sát quá. Anh nạo cho nó chừa một ít cơm trắng trắng, nạo sát quá rồi nó ra cái phần vỏ nó bị đen. Cái cách nạo dừa này nè, còn một cách nữa mà nó không có mỏi đó là mình sẽ để lên một cái ghế cây hoặc là leo lên cái bàn mình ngồi mình nạo. Hồi nhỏ mà mẹ kêu nạo là em chơi cách đó không đó, còn không là em chạy mất tiêu rồi đó. Khoai này luộc xong rồi mình làm gì vậy? Khoai này luộc xong rồi bây giờ mình sẽ ngồi mình lột ha. Rồi con bỏ xuống đó đi. Món khoai lang này ở đâu có vậy bà ngoại? Món này là đó bà ngoại của con đó là làm cho mẹ ăn. Bây giờ mới chỉ con làm cho con ăn. Món tuổi thơ rồi đó, của bà ngoại đó hả? Khoai lang lột xong rồi nè. Giờ mình lột, tinh tủ mình lột nè. Lột xong rồi á, mình đem mình dầm ra, dầm nát nát ra. Đặng mình trộn với dừa, mình nạo nè, dừa này là dừa rám nha. Tinh tủ rửa rau rồi để cho nó khô. Nó ráo. Gáo rồi hồi lát mới gói được mấy này hả? Dừa lớn á thì gói rau với khoai không. Còn mấy đứa nhỏ thì mình cho nó miếng miếng bánh tráng ở ngoài. Gói được với bánh tráng luôn hả? Gói được bánh tráng ngoài tại vì mấy đứa nít mà. À nó không biết ăn rau ha. Nó biết ăn rau, đứa nào biết ăn rau thì nó ăn. Nhưng mà khoai nó không có đổ. À, không có bị đổ mấy cái dừa ha. Ừ, không có đổ khoai với dừa. Chấm nước mắm. Làm nước mắm chua cay. Để lột xong rồi giờ em đi làm nước mắm. Cho mấy đứa nhỏ nước mắm mà không cay.
30 mấy nồi bánh chưng rồi mới biết được cái món này. Tại thì đâu có làm cho ăn lâu quá rồi. Giờ hồi đó tới giờ bà ngoại có làm cho ăn đâu lâu. Hồi nhỏ con hồi nhỏ chứ. Bằng con của con bây giờ á là mẹ có làm lần rồi. Wow, xa dữ lắm luôn rồi đó. Thì mấy chục năm rồi còn gì. Giờ dặm khoai nha bà ngoại. Dặm đi. Dặm đừng có nát quá, đừng có... Gì hả? Gì được chưa? Vậy đó, rồi bỏ dừa vô. Vừa dặm vừa bỏ hả? Vừa bỏ cho nó đều. Đó, nó vừa không dính một. Trộn trộn vậy hả? Trộn vậy đó. Nó nát quá mà cũng đừng có bự quá. Bự quá thì khoai nó không có dính dừa. Đó, vậy đó. Vừa dặm vừa bỏ dừa vô. Dầm là phải kiếm một cái hơi cứng gì ra nha mới dầm được. Sao dầm được thôi. Ok ok. Làm tỏi ớt này nhiều không ạ? Làm cỡ chén thôi ha. Rồi ạ. Đẹp rồi thiếu đó. Thiếu hả? Món này ngoài trắng trắng rồi. Thì mình pha cỡ nửa tô này ha. Ừ. Rồi đứa nhà mấy đứa nhỏ rồi còn làm cho nó chén ghi nè. Mình bằng tỏi ớt thôi. Bốn trái ớt vừa ha mày. Mắm này là mà ngoại nấu lên sẵn rồi cho nên bây giờ mình cứ đổ ra tô với mình thêm ớt tỏi vô quậy đều lên là ăn được rồi nha. Điều này giờ đủ ha ngoại ha. Rồi mình làm bên đây cho mấy cái nhỏ gì đi. Mình chuẩn bị xong rồi đó. Nhìn nha thì không đủ ăn hết thì mình đổ qua tô người lớn. Bà ngoại ơi, khoai lang hồi sáng tụi con rửa, bà ngoại làm món gì vậy bà ngoại? Nè, ngoại làm khoai lang trộn dừa nè. Bà ngoại ơi. Đó. Bà ngoại. Gì? Cái món này ăn sao bà ngoại? Thì cái này là gói rau chấm nước mắm. Ngoại ơi. Tụi con còn nhỏ. Tụi con không biết cách gói, bà ngoại cũng giới thiệu con cách gói đi. Thì con á. Nhỏ gói ra không được á, ông giờ qua cho anh tráng nè. Đó. Rồi cho cái dĩa nữa nè, cho đứa cái dĩa đi, đứa nào gói được. Dạ, con gói được, nhưng mà con chưa ăn gói này nào hết trơn, bữa nay con ăn. Con gói được. Đứa nào mà gói ra được á, thì tự gói ra ăn. Con gói được. Rồi, gói ra được nè. Đó, cho đứa cái... đó con gói hồng rau được rồi đó nè. Bánh gói được không? À, con ăn bánh tráng trộn rồi đó. Bánh tráng trộn rồi đâu muốn đậu bánh xe đâu gói này nha.
Bây giờ bà ngoại chị cái cắt vô. Để mấy đứa chú ý vô bà ngoại kìa. Nó nặng ra được rau gì thì gói rau đó đi nè con. Đó. Là ăn được rau gì thì lấy rau đó ăn. Đó, quyền ngoại chị đó. À. Phải bỏ vô đây của ngoại trước nè. Ngoại đổ trước cái bột. Đó là tới bơ nè. Đổ như vậy. Bơ bỏ bơ anh nè, bỏ anh nè. Bơ như vậy. Bơ như vậy. Đó. Mấy con nó bầu ngoại á. Tới bơ, khoan để cho. Bơ con trước quê. Đây. Con quê một cục. Bơ nè. Đổ một cái kiểu là để xích đây đó. Ngoài chớ nước mắm chưa đây tự rồi. Không ngoại chưa đó rồi cuốn vô Lê Văn Ben cuốn cho chắc vô nha. Ủa còn Lê Văn Ben còn sao đây tới bên đây từ để vậy ngược thì sao cô tấm nè đó con ý Lê Văn Ben nó đây nữa đây. Có được không? Nhĩ có được từ một gói. Đó là cuốn vô. Đó, ngoài cuốn cuốn nè. Mình gói như thế này hả? Đó, chắc cuốn xong được. Rồi á. Cái này cuốn còn dễ hơn rồi. Vô. Đèn khó đi luyện quá ta. Đi luyện quá, đứa còn lưng la cũng được. Rồi bây giờ á là đứa nào ăn cay được nè. Ủa ăn nè, ôi trời đất. Đứa nào ăn cay được thì mẹ mày múc cho nó nước miếng cay đi còn nè. Ừ, tụi con nó múc cay nha mẹ. Uống cay thì pha một miếng này vô thì rồi bắt đầu ăn chưa? Chưa, có bà ngoại mà. Chưa, bà bơi quá, cuốn chưa có biết cuốn. Ủa sao bung ra rồi? Cuốn nó chắc đâu. Con đem mới cắn một miếng. Con mới cắn một miếng. Chẳng quen từ từ okay. Rồi chưa giờ bắt đầu ăn đi. Dạ đó để chén nước mắm rồi chấm ăn đi cho bữa cháu nhìn nhiều rồi đó cầm dây nè. Ừ. Đúng không nhờ vô chén nước mắm cũng được sao ngon ngon không ngon bắt cháu mình mà nó cặp đã có ra không có ăn được không chưa biết ăn vậy? Ngon không? Trời ơi, không phải lan con cũng mới được cục rồi. Á, biết gì? Cái này là cũng phải cuốn cho chắc đó, ăn nó mới không rớt rau ra. Nó không biết ăn rau hay gì, nó cuốn rau rồi nó không ăn đó. Ừ. Có giờ ăn hết nha. Con ấy mấy lần rồi. Có dừa. Cái món khoai lang trộn dừa này của bà ngoại mình đãi ngon lắm các bạn ơi. Chú anh chị nào mà xem được video này thì hãy comment ở dưới nha. Thì video của mình kết thúc tại đây nha mọi người. Các bạn nhớ nhấn like, đăng ký, comment, chia sẻ video này nhé. Bye bye mọi người. Bye.